sẽ pha vây nước để phun lên nha mọi người. Cái này là Kuka. Bia đấy. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Matilo. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Adrian. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của số Châu Phi. Hiện tại là anh em mình đang ở Quang Linh Farm nha mọi người. Thì chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó là test sản phẩm mới từ Việt Nam qua. Đó là đảm hữu cơ, hươu xanh. Đấy. Hôm nay là phun hết 1 hectare ngô này này. Ui giời, ngô thì anh em là đang trồng trái mùa vụ nha mọi người. Đây. Tất cả các ngô thì đang là ngô non. Tại vì bây giờ là phun đảm hữu cơ hươu xanh này lên. Và cũng như là giới thiệu với mọi người về tác dụng của đảm hữu cơ hươu xanh và cũng như là cách sử dụng như thế nào và hiệu quả như thế nào. Thì tí nữa đến gần cuối video thì mình sẽ nói cho mọi người hiểu. Rồi bây giờ đây là anh Hậu. Thì anh Hậu sẽ chạy xe tiến lên tí là pha anh ạ. Đây. Sẽ pha vây nước để phun lên nha mọi người. Ok anh, ok. Rồi. Tắt máy luôn anh ơi. Bây giờ là sẽ khui hết tất cả các thùng này ra nha mọi người. Đây, bên đảm hữu cơ hữu xanh là có gửi cho mình rất là nhiều. Đó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 thùng nha mọi người. Bây giờ là khui ra để xem sản phẩm mới như thế nào nha mọi người. Đấy, người Việt Nam là phải dùng hàng Việt Nam nha mọi người. Mà cái này là tiết kiệm được rất là nhiều cho anh em mình, chứ không phải là mua mấy cái bao NBK với gì ấy, nó đắt. Đắt mọi người ạ. Cứ cái này mà dùng này. Để xem nào. Và gửi sang thì mất cũng đâu đó là 3 tháng mới đến nơi. Đấy. Để mà nói về mười mấy thùng như này thì mình dùng được cả năm trời ấy mọi người nhá. Đây, khui ra nào. Đây, ui xa. Cái này là Kuka. Bia đấy, Kuka. Đảm hữu cơ hữu xanh này, tại sao lại có con cá ở đây? Tại vì nó làm từ cá nước ngọt nhá mọi người. Đấy, cá nước ngọt. Đây, cái này tốt cho đất, khỏe cho cây. Rồi bây giờ là sẽ nhờ anh Hậu pha cho mọi người nhá. Để lấy ra hết nào. Đây, đây sơ đi. Ok, bây giờ là mình sẽ đưa cho anh Hậu pha chế. Khi mà về vấn đề như hiện tại anh em mình là đây là cây đang non, đảm hữu cơ hữu xanh này thì sẽ là một lít đảm này sẽ là tầm 600 lít nước. Đấy, đó là đối với cây con nha mọi người. Nếu mà cây từ 3 tháng dưới 1 năm ấy thì sẽ là dùng 1 lít đảm pha với là 500 lít nước. Cây mà từ 2 năm trở lên ấy thì 1 lít đảm pha với 400 lít nước. Đấy, nếu mà rau màu ấy thì mình pha tỷ lệ là 1 lít đảm cộng 500 lít nước tưới ở dưới gốc cây ấy và phun qua là đều ok. Khi mà đổ ra thì nó sẽ có màu như thế này nha mọi người. Đấy, màu như màu sô cô la.
Sô-cô-la-tí ấy. Cái này sô-cô-la-tí mà, bê bê được mà. Uống được. Uống thoải mái luôn. Được. Hả? Được. Sao lại không uống được? Mà em nhìn là thôi mà không được. Không, uống luôn đi. Không. Hả? Uống vào đi. Này, khi mà tưới lên cây ấy. Thì cây tốt. Uống người thì người tốt. Ê, thì người chết rồi. Đây, thì bàn giao cho anh Hậu, anh Hậu pha. Anh em mình sẽ dùng trước 500 lít nước và 1 lít đạm. À, quấy lên là đặc anh. Về công dụng của sản phẩm đạm hữu cơ ấy, thì được làm từ cá nước ngọt và bổ sung dịch trùn quế và nấm men. Đấy, sản phẩm chứa đầy đủ NPK hữu cơ và nguyên tố là trung lượng với là vi lượng. Thì khoáng chất dưỡng rễ là humic này và furic. Đấy, giúp cây là bật mầm và xanh lá, bùng cành để nhánh mạnh này và nuôi trái lớn. Thì về cái nước ấy, thì anh em mình nước cũng bẩn sẵn rồi. Nước này là nước suối nên là nó bẩn sẵn rồi. Về 500 lít nước này pha với 1 lít đạm. Thì mình nghĩ là mua cái sản phẩm này dùng rất là tiết kiệm rất là nhiều anh ạ. Cái này có bao nhiêu tiền đâu mà để mà nói phun cứ tầm 15 ngày là phun một lần mà mất có vài lít lân đạm như này. Một lạt như cái khoảng từng lít nước đấy. Từng ngày nữa á? Ui. Thế thì ấy quá nhỉ. Tiết kiệm rất là nhiều. Mà cái này là chứa tất cả các thành phần ở trong rồi, có cả NPK hữu cơ luôn mà. Có cả NPK luôn, có sẵn trong rồi. Nghe mùi bốc lên. Vâng. Thôi bây giờ nổ máy, nhá. Nổ máy đi phun đi. Đi phun. Bây giờ là anh em sẽ tiến hành phun. Thì cái công dụng của sản phẩm đạm hữu cơ này ấy thì được làm từ cá nước ngọt. Đấy, bổ sung dịch trùn quế này và cũng như là nấm men. Sản phẩm là chứa đầy đủ NPK hữu cơ. Nguyên tố là trung lượng và vi lượng. Khoáng chất dưỡng rễ này, humic và fulvic, giúp cây bật mầm xanh lá, bùng cành để nhánh cực mạnh, nuôi lớn trái và phục hồi sau thu hoạch hiệu quả hơn. Đấy, sản phẩm là chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, vì vậy mà phù hợp cho nhiều giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và nhiều loại cây trồng khác nhau, cây ăn quả hay là bất cứ cây gì. Về 500 lít nước mà phun được gần đâu đó là cho là một hectare, gần một hectare 500 lít nước nha mọi người. Nó tốn tầm một lít đạm khi mà cái sử dụng cái sản phẩm này, thì mình nghĩ là tiết kiệm được rất là nhiều so với là mua những cái loại bao lân đạm đấy. Mà cái này là nó có hết tất cả các yếu tố, có NPK hữu cơ và cũng như là có nhiều cái hàm lượng đấy, nó tổng hợp hết vào trong một cái bình nước tầm 5 lít thế. Và đây là một cái sản phẩm mà mình đang rất là kỳ vọng để sắp tới sẽ lấy số lượng cực lớn sang để mà giúp đỡ dân bản. Về cái lân đạm thì mọi người biết về cái lân đạm bên này ấy, thì nó khá là mắc so với là thị trường ở Việt Nam. Đấy, về một bao 50 kg đấy lân đạm thì nó tương ứng với là tầm 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Thì mình nghĩ một lau đạm 50 cân thế nếu mà đi bón ấy thì nó được đâu đó là được một phân đoạn thôi chứ làm gì được một hecta đấy. Mà khi mà mình sử dụng một cái chai đạm hữu cơ hữu xanh này, nó có tất cả các yếu tố ở trong. Ví dụ như là có NPK hữu cơ cũng có đầy đủ trong đấy, mà nó 5 lít khi mà sử dụng 500 lít nước với là 1 lít lân đạm thì nó sẽ
làm được hết cả 1 hecta như thế này thì nó tiết kiệm được rất là nhiều, và cái chai này giá cả nó cũng rất là hợp lý. Đấy thì cái sản phẩm này mình sẽ để cái đường link cho mọi người, để những người nông dân ở Việt Nam cần đến cái sản phẩm này thì có thể là ấn vào cái đường link ở bên dưới comment, mọi người vào đấy đặt hàng. Đấy, mình thì mình đang đặt số lượng rất là lớn rồi, đóng công sang đây rồi, để làm sao để giúp người dân ở đây áp dụng được về cái đảm hữu cơ hữu xanh này, để pha chế với nước nó rất là tiện, có thể là tưới, có thể là phun như anh em mình. Nếu mà không có máy phun thì mình pha với nước, mình cũng sẽ đi tưới nhờ lấy chai, mình đi tưới như bình thường thôi. Đấy, nếu mà cây ăn quả thì sẽ là tưới dưới gốc, còn những cái cây như ngô với là gì ấy thì mình sẽ phun trực tiếp lên lá và gốc luôn, rất là tiện. Đảm hữu cơ cô đặc hữu xanh là phân bón hữu cơ được sản xuất từ công nghệ hiện đại, lên men bằng vi sinh này, và cũng như là enzyme đặc biệt tạo nên chất dịch sánh đặc và giàu dinh dưỡng. Đảm hữu cơ được kết tinh từ dịch đảm cá chất lượng cao, dịch trùn quế và cũng như là dịch nấm men, giúp nhà nông bổ sung đầy đủ các khoáng chất dưỡng rễ, humic và cũng như là fulvic, các chủng vi sinh vật hữu ích và nhiều hợp chất hữu cơ khác. Thì cái sản phẩm này giúp cây trồng phát triển mạnh, bổ rễ này và bật mầm, xanh lá, bùng cành và đẻ nhánh cực kỳ mạnh và nuôi trái cực kỳ lớn, thì giúp cây phát triển bền vững. Cái thành phần của đảm hữu cơ hữu xanh này thì chất hữu cơ là chiếm 25%, còn đảm tổng số là 3%, lân hữu hiệu là chiếm 2%, kali hữu hiệu là chiếm 2%, axit fulvic 3%. Đấy, đó là về cái thành phần. Về cái cách sử dụng ấy thì mình cũng đã nói qua rồi, cây ăn trái, cây công nghiệp, cây cảnh thì mọi người pha cho mình 1 lít đảm hữu cơ hữu xanh với là 400 đến 600 lít nước, mọi người phun hoặc là tưới thì cũng được. Còn về cây rau màu ấy thì mọi người pha 1 lít đảm hữu cơ hữu xanh với là 500 lít nước thì phun hoặc tưới cũng được. Đấy, định kỳ là tầm 5 đến 7 ngày một lần. Hiện tại là anh em cũng đã phun được một nửa rồi. Và hiện tại là mấy cái cây trồng của anh em mình hiện tại ấy, là đang trồng trái mùa. Mà cái đảm hữu cơ hữu xanh này cũng đã qua đây là cũng được 1 tháng rồi. Đấy, vận chuyển 3 tháng nữa là 4 tháng. Mà trong cái thời gian 1 tháng anh em mình sử dụng ấy thì mình thấy là cái đảm hữu cơ này rất là có ích và tiết kiệm được cho mọi người khi mà mọi người làm nông. Ví dụ như cây ngô nhá, thì cái thời gian mà anh em mình phun ấy về cái mùa vụ trái mùa như thế này mà cây lên rất là lớn và cũng như là lá rất là xanh và dày. Đấy, đó là mình thấy là cái công dụng hiệu quả của cây sau tầm 20 ngày anh em mình phun. Cái này là phun 5 đến 7 ngày phun một lần, có thể là đến 15 ngày phun một lần, tùy theo cái đất của mọi người. Đấy, ở bên châu Phi ấy thì đất nó cũng không được màu mỡ nhiều như Việt Nam đâu. Và về cái cây ngô, khi mà mình áp dụng phân đảm hữu cơ hữu xanh này thì mình thấy khá là ok trong cái thời gian 20 ngày sử dụng. Đấy, và tình trạng ngô ở trang trại thì mình sẽ phun hết và sau này nó lớn lên thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nó hiệu quả đến như thế nào về cái phân đảm hữu cơ này. Mình cũng đã đặt số lượng cực kỳ lớn, sắp tới sẽ trồng mùa vụ thì mình sẽ chia cho người dân áp dụng vào để sử dụng đảm hữu xanh này. Đấy, còn về lân đảm bên này đắt lắm, không thể mua từng bao 50 cân một để làm sao để đi bón cho ngô hay là mấy cây ăn quả lâu năm được. Và mình phải áp dụng như phân đảm hữu cơ xanh này để pha với nước. Đấy,
nó tiết kiệm được rất là nhiều. Mà ở trong các thành phần là nó có đủ yếu tố đấy, yếu tố để cho mọi người giúp một cái cây nó xanh tốt và nó khỏe mạnh đấy, ra quả hay là ra nhánh cực kỳ khỏe. Hiện tại là anh em phun cũng gần xong rồi, anh em mình có máy nên là phun rất là nhanh. Thì mọi người không có máy thì mọi người có thể áp dụng là pha trong can hay là thùng gì đấy, thì mọi người cứ đi tưới bình thường thôi. Và tất cả các số phân đạm hữu cơ này thì mình sẽ cất vào trong kho và sẽ sử dụng sắp tới là có mùa vụ thì mình sẽ sử dụng hết tất cả các số thùng này, và cũng chuyển một số lượng lớn sang để phục vụ bà con nông dân ở đây. Trong cái quá trình mà mình trồng ấy, mọi người theo dõi trên video ấy thì mọi người sẽ biết được là có hiệu quả hay không về cái đảm hữu cơ hữu xanh này. Đấy, hiện tại là ở đây có mười mấy thùng thì chỉ phục vụ cho Quang Linh Farm thôi. Thì sắp tới là sẽ có nhiều hơn nữa thì mình sẽ đi phân phát cho dân bản để dân bản áp dụng vào, tiết kiệm được rất là nhiều tiền về phần nông nghiệp, về bón lân đạm với gì bên này tốt lắm. Nếu mà tất cả các anh chị em đang làm nông nghiệp ở Việt Nam ấy thì có thể là mua sản phẩm này để áp dụng cho cây nhà lá vườn của mình hay là trang trại hay gì đấy. Ở dưới cái phần comment bình luận ấy thì mình có để số điện thoại và cũng như là website của công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp đấy. Thì mọi người cứ click vào đấy để đặt hàng. Và sắp tới nếu mà mọi người cần sản phẩm này thì mình có thể là trực tiếp bán cho mọi người đây. Ok nha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video, theo dõi video để ủng hộ anh em, và cũng như là nếu mà làm nông thì mọi người có thể áp dụng vào phân đảm hữu cơ hữu xanh này nhá. Ok, chào tất cả mọi người.